Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô loa karaoke kẹo kéo nha anh chị em. Cho dành cho anh chị em mình hắn có thể là nghe nhạc hay karaoke hoặc là đám tiệc gì đó mình cũng có thể lấy để sử dụng nha anh chị em. Thì cái loa này á, nó rất là hay, âm thanh rất là hay anh em ha. Đó, tình trạng của nó là nó còn mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, cái lô này thì thanh lý giá cực kỳ tốt cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái loa này thì trước tiên em sẽ đo sơ cái kích thước để anh chị em mình hình dung được cái kích thước của cái loa này nha. Trước tiên thì cái này chiều cao của cái loa này là 74cm anh em ha. Chiều cao là 74cm nè. Còn về cái chiều ngang. Đó, chiều ngang là 42. Đó, rồi còn về cái chiều sâu, bởi vì nó hơi bát giác xíu nên cái chiều sâu của nó là 38. Đó, rồi ok, ở phía trước nó có một cái màn lưới bảo vệ anh em ha. Rồi ở dưới nó có bốn cái bánh xe anh em nha. Rồi bốn cái bánh xe ha, nó có hai cái bánh khóa và hai cái bánh thẳng. Rồi bảng điều khiển thì nằm ở bên đây. Nó nói chung cái loa này thì công suất của nó cũng rất là hay anh em ha. Cái công tắc on off nằm ở đây, anh em chỉ việc mình mở công tắc on off lên là mình xài thôi. Đi kèm nó là nó có cho mình là hai cái micro. Đó, hai cái micro dành cho mình có thể song ca được luôn nha anh em. Đó, hai cái micro anh em ha. Cái micro này thì nó sử dụng pin. Đó, chỉ việc là mình mua pin tiểu là mình bỏ vô thôi. Nó khá là tiện lợi anh em ha. Và đi kèm nó có cho mình luôn cái dây sạc. Đó, cái dây sạc này là sạc điện 220. Thì thường á, một cái loa này khi anh em sạc đầy, anh em có thể nghe nhạc được từ khoảng là 3 tiếng cho tới là 7-8 tiếng gì luôn. Đó, nghe nhạc thì nó tùy bài hát, tùy âm thanh lớn nhỏ mà cái thời gian nghe nó cũng khác nhau. Còn mình nếu như mình karaoke á thì cũng khoảng tầm là từ 3 tiếng cho tới 5 tiếng. Đó, thì cái thời gian nó rất là lâu, mỗi lần mình sạc cái là mình có thể chơi được mấy ngày luôn anh em ha. Nó đi đâu mình cũng di chuyển rất là tiện lợi. Còn không thì anh em có thể là ghim điện trực tiếp vô xài luôn. Cái điện của nó cũng rất là linh hoạt anh em ha. Điện auto volt ha, từ 100 cho tới là 220 luôn. Anh em xài thoải mái nha. Rồi thì cái này á, là cái loa này, cái chất lượng bên ngoài của nó thì cũng rất là ổn ha. Âm thanh thì hay, nó nặng là, nếu như full thùng thì nó nặng khoảng 22kg anh em ha. Nó full thùng thì nó nặng được khoảng là 22kg. Rồi có thể di chuyển nè, kéo đi rất là thoải mái anh em ha. Rồi thì cái này thì bây giờ em cũng sẽ kết nối với Bluetooth cho anh em mình nghe thử âm thanh của nó luôn nha. Rồi thì cái này khi mà sử dụng á, anh em mở cũng rất là dễ. Ở đây nó có cái công tắc nè. Nó mình bật lên. Trước tiên mình bật lên ha. Rồi nó lên tín hiệu này. Rồi ở phần chữ mode nè, mình bấm một cái là nó qua chữ Bluetooth. Rồi là mình mở điện thoại mình lên. Đó là mình kết nối được rồi nghe anh em. Đó chỉ vậy thôi, là mở điện thoại lên là kết nối được rồi. Rồi ở đây bấm vô cái đã kết nối là ok. Đó rồi còn cái phần này điều chỉnh thì anh em định điều chỉnh cái âm thanh lớn nhỏ là ở chỗ này nha anh em. Rồi bên đây thì nó hiển thị phần trăm số pin. Rồi thì đại khái còn những cái nốt này thì nó điều chỉnh cái karaoke khi anh em hát á. Đó thì mình điều chỉnh, nhưng mà thường á là mình để một cái chế độ nào đó ổn định là mình hát hoài rồi là ok. Đó, để tránh trường hợp là những người khác không biết là dặn tùm lum tùm la đó thì nó rất là khó. Rồi thì cái này em cũng mở sơ cái cho anh em nghe. Học với app này nói được tiếng Anh với người nước ngoài à? Thật không đấy? Để anh Tây test thử xem nhé. Anh sẽ nhớ mong một người là chính em. Sẽ nhớ thương thật nhiều điều vẫn vương. Đôi mắt xưa còn đường buồn. Theo về thời gian đã hóa tan theo làn sương. Hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau. Trong phút giây nghẹn ngào thì anh chẳng thể bước tới. Chờ em như trong giấc mơ. Giấc mơ ta được có nhau. Quá là hay anh em ơi. Cho anh em nghe tiếp là, để em cho anh em nghe tiếp Bolero đi ha. Đó, âm thanh nhạc quá hay rồi. Rất ấm anh em ha. Nó cái bass của nó là bass 40, cho nên là cái âm thanh khi âm thanh lớn nó rất là ấm. Đó, để em mở thử cho anh em nghe luôn. Bolero.
khá là hay, rất là ấm luôn nha anh em. Dạ rồi, thì đi kèm với cái loa này thì nó có hai cái micro anh em ha. Cái hai cái micro nhìn vô là mình thấy cũng khá là xịn sò ha. Sử dụng pin. Rồi thì cái này thì mình chỉ việc mình mở lên thôi. Đó. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 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 1, 2, 3, 4. Đó, cái âm thanh nó rất là hay anh em ha. Đó, thì khi mà anh em hát thì nó rất là hút, nó rất là nhẹ nha. Rồi, ok anh em. Thì cái này trọn bộ của nó là gồm là một cái loa này ha, hai cái micro, một cái dây sạc ha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá thanh lý rất là rẻ cho anh em luôn. Giá chỉ có là 3,6 triệu và cái này là em bao ship luôn nha anh em. Đó, tức là cái loa này anh em ha, nó gồm là một cái loa nè, hai cái micro. Đó, một cái dây sạc cho anh em mình luôn. Giá là 3,6 triệu là bên em bao ship tới nhà cho anh em mình luôn nha. Đó thì cái này á, nó rất là hay cho anh em có thể là hát karaoke tại nhà ha, hoặc là đám tiệc gì đó thì mình cũng có thể là mình mang ra để mà mình sử dụng với mọi người, hoặc là anh em có thể là đi sự kiện event gì đó, hội nghị gì đó, mình cũng có thể sử dụng cái này để mà mình nói chuyện rất là hay ha. Rồi ok anh em, thì cái lô này giá cực kỳ tốt cho anh em luôn nha, giá chỉ có 3,6 triệu thôi, em bao ship tới nhà cho anh em mình luôn nha. Nó cái này là nó nặng 22 kg anh em, tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi anh em nào quan tâm tới cái mẫu loa này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha.